Xót xa khi biết nguyên nhân khiến rocker Nguyễn sụt 13kg xuống sắc không ngờ. Mới đây trên mạng đang lan truyền hình ảnh cũng như đoạn clip về rocker Nguyễn gầy nhom đang nhiễm và phát ngôn mất kiểm soát trước khách sạn trong trung tâm Sài Gòn. Trong những ngày vừa qua, hình ảnh rocker Nguyễn tiều tụy xuất hiện trên mạng xã hội cùng hành vi có vẻ bất thường khiến người hâm mộ hoang mang. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng nam ca sĩ đang sử dụng chất kích thích quá liều. Từ một nam thần điển trai, thể hình lực lưỡng khiến biết bao cô gái phải siêu lòng, rocker Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc có phần xuống phong độ trông thấy. Khi đoạn ghi hình lén được phát tán trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nghi ngờ rằng nam diễn viên điển trai đang bị tác dụng phụ của chất kích thích tổng hợp. Tuy nhiên, người đại diện của rocker Nguyễn cho hay anh không hề sử dụng bất kỳ chất kích thích nào và trước nay là một người có chế độ sống rất lành mạnh, nam ca sĩ sẵn sàng xét nghiệm để chứng minh nếu cần. Tin đồn anh bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, ra khách sạn ở và không có tiền để sinh hoạt cũng là sai sự thật. Lúc đoạn clip quay trên mạng xuất hiện, rocker đang mặc trên người nguyên set đồ hiệu có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, thì sao lại có chuyện không trả nổi tiền khách sạn? Đây là một tin đồn hết sức vô lý. Những nhân viên khách sạn ở đây cũng không hề tung tin như vậy. Tất cả đều là do anti-fan bị đặt, người đại diện của rocker Nguyễn trình bày. Còn đây là hình ảnh nam ca sĩ và gia đình của ngư dân ở Côn Đảo. Nam ca sĩ coi những người dân nơi đây như anh em trong gia đình nên sinh hoạt và làm việc theo đúng lề lối và tập quán của người dân địa phương. Ngoài ra, người này cũng cho biết vì bị anti-fan liên tục quấy rối, bị một nhóm người lạ phục kích trước cổng nhà riêng chụp ảnh trộm, nên rocker Nguyễn đã dọn ra ở khách sạn để tránh làm phiền đến sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Nhà của nam ca sĩ cũng nằm ở khu vực trung tâm, có thể đi bộ đến khách sạn anh đang tạm trú. Là một du học sinh sống và học tập nhiều năm ở nước ngoài, nên khi về nước, rocker Nguyễn cũng có một số việc chưa thích nghi hết được. Khi bị vướng lùm xùm tin đồn thất thiệt, cũng như bị anti-fan quấy rối, anh ấy đã cảm thấy rất áp lực đến mức sút cân. Thời gian bị anti-fan và cộng đồng mạng quấy rầy, rocker liên tục nhận được các cuộc gọi nặc danh và những tin nhắn inbox nội dung cực đoan và đầy đả kích. Vốn là nghệ sĩ nhạy cảm, cộng thêm thời gian này, gia đình anh liên tục bị quấy nhiễu, nên rocker suy sụp trầm trọng và hầu như không thể ngủ được, một ngày chỉ ngủ tầm 2-3 tiếng trong trạng thái thao thức. Rocker cũng không có tâm trạng để ăn, đa số anh dùng tạm thức ăn nhanh xuề xòa ở những nơi anh ghé qua, đại diện nam ca sĩ chia sẻ. Việc sụt cân nhanh chóng là điều có thể hiểu được và chỉ trong 2 tuần, rocker đã sụt 13kg, từ 73 xuống còn 60. Da rocker đen sạm đi là do anh có chuyến đi du lịch kết hợp thanh lọc cơ thể trong vòng 10 ngày ở Côn Đảo. Liên tục xuất hiện dưới cái nắng gay gắt 38-39 độ ở ngoài khơi xa khiến anh có làn da đen sạm. Thông tin cho biết thêm, rocker Nguyễn bị kẻ gian giật mất một chiếc điện thoại vào ngày 27 tháng 4. Anh đã cố gắng sử dụng chiếc điện thoại còn lại để tìm kiếm nhưng bất thành và vẫn còn nguyên tài khoản Facebook và Instagram chưa log out. Khoảng thời gian anh có những phát ngôn gây sốc hoặc mất kiểm soát có thể do kẻ gian này lợi dụng, cố tình gây hấn cho mục đích xấu. Anti-fan theo những thông tin sai lệch đã kéo đến quấy rầy đời sống cá nhân của anh, kèm theo động thái report Facebook khiến trang cá nhân hiện tại không còn. Cũng có thể, có kẻ đã sử dụng điện thoại này, đã tiết lộ số cá nhân của rocker ra ngoài, khiến anh liên tục bị quấy nhiễu bởi những cuộc gọi nặc danh. Những phát ngôn bất thường của tài khoản Nguyễn Long. Rocker hiện tại đang ở nhà với gia đình, không có thông tin bỏ nhà ra đi và với những khủng hoảng liên tiếp về tâm lý thế này, nam ca sĩ sẽ tạm ngưng sử dụng mạng xã hội một khoảng thời gian cho đến khi nào tìm lại được account của mình. Anh cũng không có ý định tạo tài khoản mới để thanh minh mọi chuyện. Thủy Tiên bất ngờ lộ vòng hai lùm xùm bất thường, nghi vấn mang thai lần hai. Nếu đây là sự thật thì chắc chắn cặp đôi này sẽ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ phía khán giả. Mới đây, tại story từ Instagram của một tài khoản cá nhân đã đăng tải hình ảnh mình đi ăn tối cùng vợ chồng công Vinh Thủy Tiên. Theo đó, chủ tài khoản này đã quay lại khoảnh khắc của cặp đôi và vô tình để lộ phần eo khác thường của dòng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Thủy Tiên công Vinh ăn tối ở một không gian khá sang trọng. Với vòng 2 bỗng dưng to bất thường thế này thì xuất hiện hàng loạt nghi vấn mang thai cũng là điều dễ hiểu. Thêm đó, hình ảnh rõ ràng cho thấy nhân vật trong bức ảnh phía trên chính là cặp đôi cũng được chủ nhân đăng lên Instagram. Lần trước khi mang thai con gái đầu lòng, cặp đôi này đã giấu giếm khá kỹ càng và nếu có mang thai lần 2 thì có lẽ Thủy Tiên cũng sẽ không hé lộ bất cứ điều gì.
Sau khi lập gia đình với Công Vinh, Thủy Tiên nhanh chóng mang thai và hạ sinh cho cụ tiền đạo nổi tiếng, một cô công chúa đáng yêu. Con gái của cặp đôi đã được 5 tuổi, tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh và ba mẹ hay gọi tên thân mật là bé bánh gạo. Đến nay, chẳng ai biết được khuôn mặt của bé. Bởi lẽ nữ ca sĩ và ông xã quyết định bảo vệ con tránh xa khỏi những ồn ào trong giới showbiz. Dù thường chia sẻ các hoạt động cùng con gái, nhưng cả hai vợ chồng chỉ hé lộ ảnh phía đằng sau lưng. Trước đó, Công Vinh gây sự chú ý của mọi người khi đăng tải bức ảnh con gái đi học. Dù mới 5 tuổi, nhưng bé cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa. Thủy Tiên cho hay do con gái uống nhiều sữa và ăn nhiều phô mai nên phát triển chiều cao rất nhanh. Khi đi học, bánh gạo cũng cao lớn nhất lớp. Sau scandal Phạm Anh Khoa, Trang Trần khẳng định không có cô gái nào trong showbiz mà còn trinh. Phụ nữ bị gạ tình hay xàm sợ sẽ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à, xin lỗi cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu, Trang Trần bày tỏ. Những ngày qua bê bối tình ái đang bao trùm bóng đen. Lên làng giải trí Việt, Trường Giang bị vạch trần thối trăng hoa, trong khi Phạm Anh Khoa bị tố gạ tình tục tiểu, tấn công tình dục nữ đồng nghiệp khi làm việc chung. Sau lời nhắn loạt mỹ nhân tố Trường Giang trăng hoa, đừng bực nắp quan tài nửa các bánh bèo thanh cao, Trang Trần mới đây cũng mở lời bàn luận về scandal tình ái của Phạm Anh Khoa. Trước khi vào câu chuyện, bà chủ quán bún đậu mắm tôm nói rõ tính cách con người mình và đặc biệt là mối quan hệ với rocker họ Phạm để mọi người ngừng suy diễn, tuyên bố, tôi là người thẳng thắn, thấy gì nói đấy. Cụ mẫu cũng khẳng định mình không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với vợ chồng Phạm Anh Khoa. Mở đầu cuộc trò chuyện, Trang Trần bày tỏ quan điểm riêng về lời xin lỗi của rocker Phạm. Tính tôi xưa nay thích nói thẳng, như chuyện của anh Khoa, khẳng định với các bạn là tôi không chơi với anh Khoa. Thậm chí tôi còn hay nhầm anh Khoa với ca sĩ Hoàng Vũ vì cùng có mái tóc xoăn. Tôi cũng nói luôn là không đồng tình với phát ngôn sờ mông là xã giao của anh ấy. Thế nhưng anh Khoa đã dám đứng lên xin lỗi và đối mặt với tất cả. Vì thế cho dù lời xin lỗi đó của anh có 50/50 hay có thể không thật lòng, nhưng ít nhất người ta đã dám đứng lên chấp nhận cái sai. Ai cũng có những lúc sai, khi sai ai cũng xin lỗi nhỏ lắm. Không mấy ai dám nhận sai về mình, nhưng khi người ta dám nhận sai thì chúng ta cũng nên độ lượng. Mọi người độ lượng chấp nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa, Trang Trần phân tích, có thể anh ấy có máu dê trong người hoặc là máu bệnh hoạn, nhưng bây giờ họ đã dám công khai để tất cả những ai biết thì tránh đi. Khi ấy anh Khoa ngoan ngoãn ở nhà với vợ con thì ổn rồi còn gì, chúng ta có nên đẩy anh ta vào đường cùng hay không? Sống là con người, chúng ta nên nhân nhượng khoan dung và độ lượng tha thứ cho họ một lần và cảnh giác. Bây giờ chúng ta cần làm là quan tâm tới mấy kẻ dâm ô bọn trẻ con ấy. Chúng hành động rồi, chứ còn mấy người lớn ở đủ tuổi vị thành niên, có thể chủ động được tất cả cơ mà. Nghĩ như tôi chẳng hạn, nếu bị dồn vào tường, kiểu gì tôi cũng sẽ kháng cự. Dù có yếu chăng nữa thì kiểu gì tôi cũng phải đánh được một cái. Hãy nói thẳng luôn, em không thích anh như thế. Lần đầu và cũng là lần cuối cảnh cáo rồi đó. Đấy, làm thế xem có dám không? Nếu lần sau còn tái phạm thì xin lỗi nhé, tôi sẽ tự về luôn. Thế mà còn để nhiều lần, rồi lên tố thế này thế kia. Là người lớn trưởng thành rồi cơ mà, tại sao lại không lên tiếng ngay lập tức, lại đợi chương trình thi xong mới tố? Bạn được quyền bảo vệ bản thân và danh dự, bạn có thể bảo họ đưa vợ đến trước mặt bạn xin lỗi. Còn nếu họ không làm được điều đó thì tôi khinh và cả xã hội cũng biết. Đằng này tủi nhục cũng tủi rồi, bốc phốt cũng bốc rồi, người ta cũng lên tiếng xin lỗi. Tôi là thằng dâm ô đi vỗ mông, dù bằng hình thức nào thì mình có cần thiết phải ồn ào nữa hay không? Minh chứng cho nhận định của mình, bà chủ quán bún đậu lấy bản thân ra làm ví dụ. Nếu là tôi, kể cả có thi hoa hậu không ưng thì cũng hất luôn. Chứ ở đó mà nhẫn nhịn chờ hòa bình, nói luôn trong lúc thi. Để đi yêu cầu thay đổi huấn luyện viên, đằng này loại rồi mới nói. Như tôi khi tham gia cuộc đua kỳ thú ấy, không cái điện thoại nên không quay lại được. Nhưng tôi đi thi thì chấp nhận, chẳng qua tôi bị chúng nó giận thành ngu, ngu thì ghét thôi. Gớm hay lại chờ, nếu đội ta nhất thì lại im, đẹp mặt cả thầy lẫn trò. Lúc ấy có khi lại nói anh ấy là người nâng đỡ, đồng cam cộng khổ, hướng dẫn giúp đỡ tôi có vinh quang như ngày hôm nay. Tôi không đồng tình với dâm ô, nhưng cũng không đồng tình với cách cứ cào phím hoài nhé. Cũng trong cuộc trò chuyện, Trang Trần công khai góc khuất phía sau ánh hào quang showbiz. Nói chung, phụ nữ bị gạ tình hay xàm sỡ thì rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn, tưởng hiếp dâm mà dễ à. Xin lỗi cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu.
Cái nghề vào showbiz sớm nhất là nghề múa và dancer bởi người ta học từ bé. Chưa kể cô đó còn là biên đạo múa nổi tiếng. Cuối cùng Trang Trần chia sẻ cách để các cô gái bảo vệ bản thân nếu chẳng may bị gạ tình. Nếu cô gái nào bị xàm sỡ thì học miếng vỏ đá vào chỗ hiểm cho nhanh. Sau đó viết Facebook bóc phốt luôn cho nó dễ. Làm như thế cho người ta đỡ chửi mình là thích gây sự chú ý. Tôi thấy con lớn rồi thì việc đầu tiên là nên cho con đi học võ tự vệ. Món võ đầu tiên tôi cho con học là môn đá vào bộ hạ. 3 ngày sau lời xin lỗi được cho là thiếu chân thành, Phạm Anh Khoa đã gặp gỡ truyền thông vào chiều 15 tháng 5. Mặc trang phục áo trắng và quần tối màu, Phạm Anh Khoa xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi và liên tục thở dài khi trò chuyện cùng báo chí. Gửi lời xin lỗi tới Phạm Lịch, Nga My và MB, cùng tất cả các đồng nghiệp đã phải nhận sự quấy rối từ mình, dù cố ý hay không, Phạm Anh Khoa cũng phân trần thêm về những hành động đang bị đả kích nặng nề trong thời gian qua. Thừa nhận đã sai trong quá khứ, nhưng rocker họ Phạm lại khẳng định không chủ động hãm hại bất kỳ ai. Cận cảnh gương mặt đáng yêu của con gái vừa chào đời của Lan Phương và chồng Tây. Sau khi nằm ở phòng hồi sức, Lan Phương hào hứng khoe gương mặt đáng yêu vừa được 1 ngày tuổi của con. Mới đây trên trang cá nhân, Lan Phương đã bất ngờ đăng tải hình ảnh của mình và con gái vừa chào đời. Đi kèm đó, cô còn chia sẻ cảm xúc vui mừng khi được gặp con gái. Cô viết, một ngày nằm bên cạnh cơ thể bé bỏng ấy, lắng nghe tiếng kêu nho nhỏ, cảm nhận em vùi đầu vào ngực mẹ, mình mới cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, mình biết ơn anh và tạo hóa đã mang con đến bên mình. Thiên thần nhỏ, Lina Linh Duffy, xin chào thế giới. Em 1 ngày tuổi và đang háo hức khám phá thế giới này, bố mẹ, ông bà yêu em lắm. Chúng ta thật sự là một gia đình hoàn chỉnh rồi, sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp cùng nhau con nhé. Mẹ yêu con rất nhiều. Lan Phương hạnh phúc, we love you so much and we will do everything to protect you. Tạm dịch, bố mẹ yêu con rất nhiều và bố mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con. Nghệ sĩ Mỹ Uyên Vân Hugo và nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng đến tổ ấm của nữ diễn viên. Cách đây vài ngày, khán giả khá xôn xao khi diễn viên Lan Phương chia sẻ về việc thai nhi nằm ngoi ngược và bác sĩ buộc phải sinh mổ. Đến sáng ngày 15 tháng 5, mẹ ruột của nữ diễn viên cho biết cô đã hạ sinh thiên thần đầu lòng với chồng Tây tại một bệnh viện quốc tế Hà Nội. Người đẹp đã chuyển ra Hà Nội từ vài tháng trước để tiện việc chăm sóc cho gia đình trong những ngày cô sinh con. Được biết, con đầu lòng của nữ diễn viên và chồng Tây là một bé gái nặng 3,35kg, dài 50cm. Giới tính của con là điều mà vợ chồng Lan Phương không hề biết trong suốt quãng thời gian mang thai. Với họ, vấn đề giới tính không có gì nghiêm trọng. Trước ngày lên bàn sinh, cô và ông xã đã quyết định đi đăng ký kết hôn. Đây là một trong những việc làm ý nghĩa mà cả hai dành cho em bé. Khi mang thai, Lan Phương rất hạnh phúc vì được ông xã chăm sóc tận tình. Thậm chí anh còn tận tay chuẩn bị các đồ đạc cần thiết để chào đón quả ngọt của hai vợ chồng.